Những cải cách trong giáo triều mà Đức Giáo hoàng Francisco đang thực hiện từ năm 2013 có thể được tóm tắt bằng 3 từ: chiều ngang, tập trung và hiệu quả. Đức Giáo hoàng đã tạo ra một kênh thay thế trong giáo triều để được cập nhật thông tin về tình hình giáo hội trên toàn thế giới. Trong tháng đầu tiên của triều đại, ngài đã thiết lập một hội đồng hồng y để cố vấn cho ngài trong việc cai quản giáo hội. Bằng cách này, Đức Giáo hoàng Francisco đảm bảo có một cách khác để tiếp nhận thông tin. Hệ thống này giảm nhẹ tính cấp bậc và việc thông tin đi theo một chiều thẳng đứng. Để tập trung hóa việc giám sát tài chính của hơn 200 cơ quan độc lập của Vatican, Đức Giáo hoàng Francisco đã thiết lập Bộ Kinh tế vào tháng 2 năm 2014. Ngài còn tập trung các cơ quan truyền thông của Vatican, vốn trước đây hoạt động một cách độc lập thành một cơ quan duy nhất. Đức Giáo hoàng đã hợp nhất 7 hội đồng thành hai nhóm lớn, một bộ dành cho giáo dân, thành phần chiếm đa số những người Công giáo, và một bộ dành cho việc phát triển, nhằm giải quyết các vấn đề của thế giới hiện nay. Đức Giáo hoàng cũng thiết lập Ủy ban Tòa thánh bảo vệ trẻ vị thành niên vào tháng 3 năm 2014. Mục tiêu là nhằm gia tăng nhận thức về vấn đề này ở mọi cấp bậc trong giáo hội, dù là giám mục, linh mục hay giáo dân. Nó còn hướng dẫn cách để giúp đỡ các nạn nhân và điều tra các linh mục khi xuất hiện những cáo buộc. Để không lãng phí thời gian giải quyết vấn đề, Đức Giáo hoàng đã bắt đầu 3 ủy ban mới này mà không chờ đến khi họ bắt đầu làm việc. Điều này là một việc làm khác thường nhưng hiệu quả trong Vatican. Thực tế, những gì vị giáo hoàng người Argentina đang thực hiện chính là các đề xuất được nêu lên trong những buổi họp mặt trước mật nghị Hồng Y bởi các Hồng Y đã bầu chọn ngài. Họ đã thấy rõ rằng giáo triều cần phải được tái thiết để có thể phục vụ 1,2 tỷ người Công giáo trên khắp thế giới.